Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay nên các bác mẫu xe đạp địa hình Delhin, một dòng xe đạp trong phân khúc chính hãng và được sử dụng một cái bộ group nó cũng cực kỳ ngon và rất là cao cấp của dòng Shimano. Đó là full một bộ group chuyển động Shimano DOG, đuổi đĩa trục rỗng, giảm sóc hơi các bác nhé. Giảm sóc hơi đến từ thương hiệu FG Suntour Epicon. Và một cái cấu hình rất là tốt như thế này và đang được bán tại cửa hàng em với mức giá thì cũng là 8,5 triệu, 8,6 triệu các bạn, 8,6 triệu cho một chiếc xe đạp mà cấu hình rất là ngon, Shimano DOG. Bộ này là 9 đít và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, đùi đạp cũng là Shimano DOG đây, đạp đĩa trước DOG và đề chuyển động sau là bộ DOG LX. Một cái bộ set group cực kỳ chất lượng trong dòng Shimano về địa hình. Đấy, và thương hiệu Delhin, một thương hiệu thuộc phân khúc chính hãng, được sử dụng khung là khung nhôm. Đấy, và cái nước sơn rất là đẹp, rất, các bác có thể nhìn trên hình này. Nước sơn là còn rất là đẹp. Tông màu của nó là màu đen với đỏ hồng. Size xe là size XS các bác nhé, một chiếc xe mà rất phù hợp cho các bác nữ, các bác nữ để đạp. Đấy. Các bác nam mà mua chiếc xe này về để tặng các bác nữ đi rất là hợp lý này. Size XS phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m55 đến 65 các bác nhé. Đấy. Size nữ đi rất là đẹp đấy. Và cái tông màu này, màu đỏ hồng này cũng rất là đẹp. Trên phần ghi đông của xe thì cũng được trang bị tay bấm xả là của Shimano DOG các bác nhé. Phanh dầu của Shimano. Và nó có cái khóa hành trình giảm sóc đây, nối xuống giảm sóc. Sóc là sóc hơi các bác nhé, giảm sóc hơi. Đến từ thương hiệu FG Suntour Epicon. Cấu hình rất là ổn trong cái tầm giá chỉ còn là 8,6 triệu. Có thể nói là cấu hình tốt nhất trong cái phân khúc. Bánh bánh của xe là 26 inch, bánh 26 inch sử dụng lốp Maxxis. Lốp này cũng rất là xịn các bác nhé, lốp Maxxis này. Đây, bản lốp 1.95. Mayer thì là Novatec bánh bi vòng bạc đạn. Novatec bi vòng các bác nhé. Đây, và dám sẽ vào đo cái khung sai, đo khung xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sai đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 38 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 52 cm. Thì size là size XS các bác nhé, phù hợp các bác đi được khoảng 1m55, 1m55 đến 1m65 thì là phù hợp. Bộ chuyển động Shimano DOG 9 tầng lip, 9 lip và 3 đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Và chiếc xe đang được bán cho em mức giá thì còn là 8,6 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bỏ hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình,
cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.